Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segui đây. Hiện tại thì cái form bài của mình đang có đó chính là bài Beautiful nha, đang đi chung với vi tướng hai tiền một sao tới tận là hai con nha, Eco một sao nè, và tướng đam chính của mình đang có đó chính là con Oriana là tướng một tiền hai sao nha mọi người. Và trong trận đấu ngày hôm nay hiện tại á là mình cũng đang chơi một cái chế độ phải gọi là cực kỳ hot luôn, và cũng có khá là nhiều anh em luôn á yêu cầu mình làm vào cái chế độ này nha. Đó chính là kho báu của Grognok nha mọi người. Thường thì ở cái chế độ này người ta sẽ chơi những cái vị tướng gọi là tướng 4 tiền 5 tiền Gary anh em ơi. Và nếu như mà hơn luôn á nha thì nuôi những cái vị tướng đó 4 tiền 5 tiền 3 sao luôn. Nhưng mà ngày hôm nay mình chơi ngược lại tí, người ta thì nuôi tướng 4 tiền 5 tiền 3 sao, còn mình là nuôi khủng long. Nuôi khủng long Beautiful luôn, ác quỷ chưa anh em ơi. Ai da, trời ơi, gặp cái ông này level 5 kìa, cái phơm bà nhìn gớm chưa anh em ơi. Fiora carry các kiểu và cây lê Soraka cầm hai ấn nữa, chịu luôn á. Nhưng mà sao anh em ơi, tại vì lúc đầu game á thì mỗi người nha được một cái vị tướng gọi là 4 vàng ngẫu nhiên á. Có ông á thì được siêu cô nè, Mordor cái sờ Fiora các kiểu anh em ơi. Còn mình á thì được ra văn 4 nha. Nhưng mà mình không chơi mọi người ơi, mình bán luôn để ăn chi. Là level 4 Ron kiếm được một cái phơm bài bay Beautiful từ sớm và chốt bài luôn anh em ơi. Dân chơi sợ gì mưa rơi, tại vì lúc đầu game ngay từ round 2.1 là mình cũng đang có được một cái lõi kim cương cứ phải gọi là cực kỳ ngon luôn, gọi là sinh ra luôn á nha, để mà chơi được một cái phơm bài Beautiful chịu thua này mời. Đó chính là khổng lồ tí hon, cứ mỗi round nó hồi lại cho mình hai máu nè và cho mình được thêm hai tiền nha. Nó không chỉ giúp cho mình là được cộng thêm máu mà nó còn giúp cho mình được cộng thêm tiền và tích được một lượng tiền lãi phải gọi là cực kỳ ổn luôn nha mọi người. Lên level 5 50 tiền sớm là quá ok luôn. Ai da, là tiếp tục gặp công này hai ấn tiếp anh em ơi, với một cái phơm bài là Ionia. Nhưng mà tầm này thua là quá ngon, tại vì sao, đầu game thua rất là ít máu luôn, và cái thứ hai á, cái lõi của mình đang có mỗi game hồ lại được hai máu. Mà lúc đầu game như thế này á, nếu như mà mọi người thua đúng không, thua xương xương tầm 3 hoặc là 4 con đi thì bình thường thôi, một con tướng á là trừ 2 máu đấy, thua tầm 3 con đúng không, trừ 6 máu. Nhưng mà sang rau sau hồi 2 máu á mọi người thấy không, sau chủ thua 3 trận rồi mà mình đang còn toàn là 88 máu nha, nhưng mà sang rau sau á được hồi lên là 90 máu nha mọi người, thì thua 3 rau tốn có 10 máu à. Lên máu nè, đấy, thua 3 rau tốn 10 máu, nice. Mọi người biết tại sao ở trong chế độ này á người ta không có chơi gọi là các phơm bài Beethoven không? Thứ nhất á thì nuôi tướng 4 và 5 tiền 3 sao nó phê hơn đúng không? Cái thứ hai á là ở chế độ này đẩy máu nhanh cực kỳ luôn mọi người. Đẩy máu nhanh cực kỳ luôn á. Tại vì tướng 4 tiền, 5 tiền á là tràn lan. Và mọi người đừng quên nha, khi mà đi chợ về ở round 1 chấm, round 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm thì con Grognok này á nó đều cho mình thêm một cái phần quà cả. Và các phần quà này mọi người đừng quên nha, nó sẽ xịn dần đều theo thời gian. Lúc đầu game á có thể là vài tiền, một cái mảnh trang bị hoặc là một cái trang bị lớn gì đó. Nhưng mà về lúc cuối game á, nó có thể là một cái Neko cỡ lớn nè, Neko cỡ nhỏ nè, trang bị sáng nè, trang bị thần thoại con nè. Nhưng mà mình kết hợp luôn giữa hai cái nha mọi người, phần quà của Grognok và cái thứ hai á là phần quà của Beautiful nha. Đây để cùng xem. Tại vì chắc chắn ở đây mình ít nhất á phải là từ chủ thua 10 trận, 11 trận trở lên nha. Hồi máu mổ rau như thế này quá là dễ chơi luôn á chứ. Đây, được cộng thêm cả 2 tiền mổ rau luôn nha mọi người. Hồi lúc đầu game á thì mình đã xài hết gần 20 tiền luôn. Ở round 2.1 á, mình xài hết gần 20 tiền luôn. Mình lên level 4 từ sớm rồi mình roll tướng anh em. Mình roll mình kiếm được Eco với lại là Vi nè. Còn Oriana 2 sao sẵn rồi. Roll hết tiền luôn mới ra luôn á chứ. Người ta thì chốt bài chơi những cái con tướng gọi là 4 tiền có sẵn rồi. Mình chơi lớn bán luôn anh em. Dân chơi sợ gì mưa rơi đúng không. Ông này là một cái phơm bài level 5 nhưng mà có 6 slot tướng luôn nè. Đi chung với Nezut, Nila. Úi ôi, hai con tướng 4 tiền luôn anh em ơi. Nila và cầm luôn cho mình là ba cái trang bị chuẩn thu nguyên sàn luôn rồi đó. Ăn được con không, đường con không, được một con anh em. Thu 5 con nhưng mà đồng nghĩa là thu có 4 con à, hồi 2 máu mà. Hiện tại là mình không bỏ những cái vị tướng gọi là 4 tiền hoặc là 3 tiền hay sao mà mạnh vào á, là tại vì sao?
cái ông top cuối á, cái ông top 8 nè, với lại là cái ông top 6 á, đang có được một cái form bài nó hơi yếu anh em. Cái form bài của ổng á, toàn là tướng 1 sao không à, với lại á, là ổng đang chưa lắp trang bị lớn nha. Còn mình á, thì lắp V 3 trang bị lớn, Oriana 2 sao cầm 2 cái trang bị lớn. Và mọi người đừng quên, cứ mỗi với 2 cái trang bị lớn á, nó tương đương với một cái lọ kim cương, thật sự luôn á. Tại vì có rất là nhiều lõi kim cương nha, rất là nhiều luôn á, ít nhất là từ 2 tới 3 cái lõi kim cương khác nhau. Nói cho mọi người đó chính là hai cái trang bị lớn thôi nha. Thì mình lắp trang bị lớn lúc đầu game nhiều như thế này á thì cũng mạnh lắm luôn á anh em ơi. Nhưng mà nhìn công top 8 kìa, đang chưa có lắp đồ cũng như là tướng 2 sao chưa nhiều anh em. Vì 2 style à, ông này là siêu cô nè, chớ gách 2 sao, có ni la nhưng mà nhìn đồ hình có hơi giấy đây mà, đồ hình của ổng kìa. Trang bị chắc là còn phải 4 cái. Ông này cũng là như vậy nè. Ây da, khó nhờ. Level 5 mà, nhìn cũng không có uy tín cho lắm luôn á đi. Ông này là cũng level 5 nè, ui ôi toàn 1 sao không vậy. Ây da, ây da, phải bán bất tướng anh em ơi, phải bán bất tướng á. Mình mày gặp ổng là mình thắng chắc anh em. Ok hơn quá gặp luôn rồi nè. Ông này là level 5 luôn rồi nha. Lắp đồ xương xương thôi mọi người. Nếu mà thua tầm 3 con là đẹp, thua 3 con là quá đẹp, hoặc là thua 2 con đẹp hơn nữa. Ori con được hay không đây? Nổ đem nè. Ok, thua 3 con tuyệt vời luôn anh em ơi. Thua 6 trận luôn rồi và vẫn còn tới tận là 67 máu. Rồi, để cùng xem thử cái loại thứ hai nào. Loại vàng để roll thử nha. Nhà tài phiền, trái tim beautiful, từ từ anh em ơi. Cái trái tim beautiful này khá là ngon, khá là ngon. Ây da, mày nhà tài phiệt đó được cũng ngon anh em. Trái tim beautiful, bây giờ muốn chơi một cái firm bài cái 6 beautiful thì cần phải có thêm thêm dingle nữa mọi người ơi. Thôi cứ lấy nha, là level thôi. Nếu như mà nó tự ra cho mình thêm dingle từ sớm thì quá đã luôn ha. Chơi được một cái firm bài 6 beautiful. Tại vì cái hệ beautiful này nè, mọi người mà kích được mốc 6 á, là khi mọi người thua được nhận gấp đôi. Đấy, bình thường đúng không, thua một trận được 10 điểm đi, mọi người có 6 beautiful, thua một trận được 20 điểm, phần quà các kiểu stat nó tích gấp đôi luôn anh em ơi. Nhưng mà hơi khó nha. Ây da, mình đang để một cái form bài phải gọi là cực kiểu luôn mà gặp cái ông này mạnh ha. Level 6 và đang chuỗi thắng luôn nè, top 1 luôn anh em. Gặp ai không gặp, gặp đúng cái công mạnh nhất à. Ăn được không, được không? Một con nữa bạn ơi, một con thôi là đẹp luôn á. Nice, một con nữa không? Đẹp luôn, đẹp luôn, một con nữa. Ui, quá đẹp luôn anh em ơi, thu ba con như thế này, tuyệt vời, tuyệt vời. Nếu như mà so sánh với cái lõi kim cương gọi là khổng lồ thí hon này á, với một cái lõi bạc mà mình rất là hay chơi khi mà chơi cái hệ Beethoven này, đó chính là khổng lồ hóa nha. Thì mình vẫn đánh giá cao cái khổng lồ hóa hơn nha mọi người. Tại vì sao, cái khổng lồ hóa nó cho mình tới tận là 30 máu. Đó là một lượng máu phải gọi là rất là lớn luôn á. Còn cái lõi kim cương này á, thì nếu như mà tính qua tính lại á, tính từ lúc đầu game tới lúc cuối game á, thì nó sẽ lời hơn, nó lời hơn về tiền nè, nó lời hơn về máu nha. Nhưng mà tính để mà chơi cái tộc hệ Beethoven này chủ thua một cách hiệu quả nhất á, thì nó lại không bằng cái khổng lồ hóa nha mọi người. Tại vì anh em cứ nghĩ đi, mình chơi cái chủ thua Beethoven bình thường đúng không, thì sẽ tầm 12 trận hoặc là 13 trận á, là quá lắm luôn rồi đó. Thì 12 trận mới chọn được hồi 2 máu á, thì được 24 máu thôi. Còn nếu như mà 13 trận á, thì được 26 máu, thì nó vẫn chưa có mắc binh. Còn đối với cái khổng lồ hóa được cộng tới tận là 30 máu nha mọi người. Nhưng mà cái lõi kim cương này á, nó là được cho thêm tiền mỗi mỗi round nữa. Và nếu mà tính về lâu về dài á, thì cái lượng máu được hồi lại chắc chắn rồi, nó sẽ gấp đôi luôn so với cái loại khổng lồ hóa kia nha. Tại vì một trận đấu ở đó cho chân lý á, thì nó sẽ kéo dài tầm từ 21-22, và nếu như mà dài lắm á, thì tầm 24-25 round nha mọi người. Thì cái lượng máu tối đa mọi người nhận được với cái loại kim cương này, đó chính là tầm 50 máu. Nó gần như là gấp đôi luôn so với cái loại khổng lồ hóa nha. Còn được cộng thêm tiền nữa. Đây có phần quà anh em ơi, có phần quà anh em ơi. Ok, hai cái Neko cỡ nhỏ nè, một đống tiền và một cái Neko, à nhà một cái sách chuẩn ấn nha. Sách chuẩn ấn này á, mà nó chỉ cần ra cho mình đó chính là ấn Beethoven thôi,
thì mình quất một phát là con dây si là có luôn một cái phơm bài 6 Beethoven luôn nha mọi người. Nhưng mà khó lắm đó, thật sự rất là khó luôn anh em. Tại vì mình đã từng có rất là nhiều cái phơm bài như này rồi, mình đã từng có rất là nhiều cơ hội như này rồi, nhưng mà khi mà mở cái sách chuẩn ấn này ra á, nó đều không phải là ấn Beethoven nha, mình hứa với anh em luôn á. Khó lắm anh em, tỷ lệ nó ra phải gọi là thấp cực kỳ luôn á, mình không hiểu luôn anh em. Ước gì nó ra cho mình. Ok, thua đẹp luôn ông, thua đẹp luôn ông. Ông này mạnh quá vậy. Ê, thua đẹp quá anh em ơi. Ê, đừng có thắng nha. Thắng là bậy luôn á, thắng là bậy luôn á. Ui, thua quá đẹp luôn nè. Con nữa không, con nữa không. Xôi ơi, thua hai con. Tuyệt vỡ mặt trời luôn anh em ơi. Chủ thua 9 trận rồi. Và vẫn còn 48 mẫu. Ok. Và ở trong chế độ này á, là khi mọi người xuống dưới mốc 50 mẫu lần đầu tiên nha, thì được thêm một cái phần quà lớn á. Đây, một cái phần quà chấm hỏi siêu to khổng lồ luôn anh em. Cái gì đây? Ôi, một đống tiền và một cái trang bị support, một cái tách đồ và một cái trang bị ánh sáng à. Ngon lành cành đào luôn anh em ơi. Húp vội húp vội. Cái này nó ghi rõ luôn rồi nha mọi người à. Đó chính là lần đầu tiên xuống 50 mẫu. Chứ nếu như mà có ai như mình nè, có cái lỗi gọi là hồi máu lại mỗi rau á, thì mình cứ 48 và 50, 52, xong rồi xuống 48, 50, 52. Thì nếu như mà cứ mỗi lần xuống 50 máu như vậy á, mình được thêm một cái phần quà, thì cứ gọi là quá lỗi đi. Được quá là nhiều tiền luôn mọi người ơi. Trời ơi, nguyên sàn 7 con. Oh shit. Hiện tại là mình đang chưa có bỏ một cái phơm bài nó quá là mạnh vào á, như là thêm tướng 4 tiền, thêm tướng 2 sao, hoặc là lắp hết trang bị lớn. Tại vì mình vẫn còn hơi ngại anh em ơi. Cái ông top 5 với lại là công top 7 á, đội hình của ổng đang không phải là quá mạnh nha. Mình sợ mình chỉ cần bỏ được một cái phơm bài nó lắp đồ nhiều quá á, thì mình thắng là mình mất siêu phẩm liền anh em. Nên phải chơi chắc bắp một tí. Chắc bắp một tí nha, chịu anh em ơi. Tại vì hai con kia yếu quá, cho nên nhưng mà mạnh thì đỡ cho mình rồi. Trời ơi, trang bị lớn quá trời luôn. Đấy, tôi thấy mà, tôi biết ngay mà. Không có ấn Beethoven anh em ơi, tiếc nhờ. Đang có sẵn 5 Beethoven luôn rồi nè. Có dây si các kiểu luôn rồi nè. Mà không có ấn nữa chứ. Ui. Mọi người thấy không? Cái ông top 5 kìa. Cái phơm bài của ổng toàn 1 sao không? Gặp ổng mình thắng chắc luôn anh em. Nhìn nè. Đó. Toàn 1 sao không à. Nhưng mà được cái là lắp trang bị nhiều quá. Bán bất tướng nha. Mặc dù là level 8 nhưng mà chơi có 6 tướng thôi. Ây à. Chấp nhưng mà gặp luôn cái ông này mạnh quá này môi. 4 tiền, 3 tiền full 2 sao và lắp trang bị lớn luôn kìa. Gặp mình còn lắp nữa chứ, ác gì ba. Nguyên sàn ở đây môi. Nguyên sàn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my god, 7 con. Loại thứ 3 nào? Lõi vàng á, hoàn toàn tự nhiên, khảm bảo thạch, bắn tỉa xong đấu. Thôi lấy cái lõi thu về trái ngọt đi mọi người. Sau khi làm mới cửa hàng 18 lần á, được nhận thêm một cái vương miện chiến thuật nha, là một cái slot tướng á, được thêm một tướng bỏ vào chơi chơi sương sương thôi. Đội hình ông kia yếu quá này mời. Bỏ vào sợ thắng luôn á chứ. Cái này là có một cái thì vàng lúc nãy mình lấy được mà không biết lắp cái gì. Ông này ủa một sao không, mọi người thấy không, toàn một sao không. Bán bớt tướng ở đây mời, mình nghĩ là phải bán bớt một con á, chơi 7 con thôi. Ây da, mỗi khi mà bán tướng là lại gặp cái ông top 1 này, cay thế. Lắp đồ lẹ anh em ơi, thú ít thôi nha. Nazareth hóa to lên bạn ơi. Ăn được mấy con đây? Ui, lại nguyên sàn 6-7 con nữa anh em ơi. Ok, và đó là chủ thua 12 trận liên tục rồi nha. Phải nổ hũ anh em ơi, bắt buộc là phải nổ hũ nha. Tại vì round sau là còn có 10 máu à. 10 máu nếu như mọi người thua tầm 1 hoặc là 2 con á, thì ok, chơi được tiếp. Còn mà thua nguyên sàn ở đi đó. Ê, có HM luôn anh em ơi. Có Nazareth 2 sao luôn nha. Ngon lành cành đào luôn đó. Bán zin nha.
bản IG luôn nè, có Rai nè, có iChot nè, ok. Đây, một cái form bài mình nghĩ là đủ mạnh đó. Tại vì có tướng 4 tiền, có tướng 5 tiền, 2 con, 3 con tướng, 4 tướng 5 tiền anh em ơi. Và trang bị cũng cực kỳ đẹp nha. M2 cuồng đao đi chung với một cái quyền trượng. Mình tháo đồ con Vi ra nha mọi người. Lắp cho ai? Lắp cho Nezot chưa ai nữa. Đây, full tăng chèm đó đi. Nếu như mà trận này thua một hoặc là hai con thì quá đẹp. Và đó là... Ok, ok, nổ rồi. Hơi tiếc á, tại vì ba trận thua cuối cùng á, mình toàn thua nguyên sàn mọi người ơi. Thua toàn 6 hoặc là 7 con không à. Mình thua ít hơn tí á, thua tầm 3 hoặc là 4 con á. Thì có thể nha, mình sẽ được chủ thua 13 hoặc là 14 trận luôn á. Nhưng mà tại vì có mấy cái ông kia đồ hình yếu quá này em ơi. Mình phải bắt buộc bỏ ra. Ok, là iChot và này, và đó là iChot 2 sao. Nổ hũ Beautover 60 stat xong. Mà còn với iChot 2 sao tướng 5 vàng hem đồ chuẩn như thế này. Ron bay cái máy bào vàng hắt tiền thôi chứ hết nước chấm luôn á mọi người ơi. Ok ok ok, về Ron nào. Nổ hũ ở đây mới, được cái gì đây? Và đó là, ui một đống vàng nha, từ một đống vàng nữa đây mới, một đống vàng nữa đây mới, và đó là ui. What the fuck? Trang bị tiền với lại là quà nhiều thế này. Vãi chưởng luôn. Ba trang bị ánh sáng mọi người ơi. Ba cái trang bị ánh sáng gần 60 tiền và được thêm hình như là một hay là hai cái trang bị lớn gì đó. Ok roll nào. Sội quá đã luôn mọi người. Bà vàng đâu rồi? Bà vàng đâu? What the fuck? Rai 2 sao nè. Rai nè hay mơ. Roll kìa anh em ơi, roll kìa. Được đúng một cái máy bài vàng ạ. À. Cày thế. 1, 2, 3. Ui vậy tổng trang bị sáng của mình đang có là 4 cái luôn mọi người. What the hell. Ác quỷ thật sự ạ. À. 4 trang bị sáng nha. Wow. Người ta thì có một cái trang bị sáng thôi. Mình có là tận 4 cái. Và mọi người đừng quên. Một cái trang bị sáng á, nó sẽ xịn sò gấp 2 hoặc là gấp 3 lần luôn nha. So với trang bị bình thường ha. Ok, Neko tướng 3 tiền bán đi nha mọi người á, có tiền. Ui, một đống tiền nữa. Tại vì cái firm bài của mình đang chơi á là 6 Beethoven. Cứ mỗi khi mình đánh á, mình được nhận thêm một cái phần quà mỗi rau sau ha. Ê, một cái máy bài vàng nữa nè. Một cái nữa không? Ui, tướng 5 tiền ra nhiều thế bạn ơi. Nổ cái tiền mà mua tướng 5 tiền thôi á anh em ơi, là cũng là một cái số tiền lớn rồi. Chấm họ cái gì, tôi thua 12 trận liên tục luôn rồi đó. Ông có thua không? Ông có thua đâu. Mày tôi thua 12 trận liên tục từ đầu game tận bây giờ, ông có chấm họ thôi. Khó hiểu thiệt. Trời ơi, nó bủa kìa, anh em ơi, ai chót đồ ánh sáng nó bủa kìa. Hem hắt được đúng 2 vàng á, rẻ rách thật sự. Tại vì Hem mới có 1 sao à. Đang mà chưa nhiều chưa lắm. Ok, mở ra được đóng quà luôn anh em, sướng nha. Được đóng quà luôn anh em. Được 3 tiền với lại là một cái mảnh trang bị nè. Quá là phê luôn. Mình nhắc lại nha. Cái hệ Beautiver của mình đang chơi ở mốc 6 đúng không? Nó sẽ cho mình thêm một cái phần quà mỗi round luôn nha mọi người. Cứ kích mốc 6 á, dù thắng hay là thua thì nó sẽ cho mình thêm một cái phần quà thôi. Hồi trước á, thì cái hệ Beautiful này thật sự rất là lỗi luôn á mọi người. Tại vì cái mổ rau á, nó cho mình thêm được một cái Neko luôn á. Neko cỡ lớn luôn á nha. Nhưng mà hình như là lỗi quá hay sao á, Riot nớp rồi. Nớp từ server BB luôn rồi. Ok, run tiếp thôi. Đây rồi. Cái máy bèo vàng cuối cùng anh em. Và sau 18 lần run nha, nó cho mình thêm được một cái vương miện chiến thuật cơ. Được thêm một cái slot tướng. Thế này thì sao mà thu được nữa. Độ hình 10 slot tướng. Mà toàn tướng 4, 5 tiền 2 sao không. Chắc chắn là phải lắp full trang bị thôi nha mọi người. Được một cái ông dũng sĩ nè. Lắp luôn cho em nó đi. Ông này cũng là level 9 nè. Một cái form bài có đề mai xa. Ui 9 đề mai xa luôn anh em ơi. Wow. Ghê gớm quá vậy. Mà 4 con đề mai xa mọi người ơi. Ai chơi vậy? Ai chơi lại ông? Ủa thắng nổi gì ta, con Fury nó bất tử hả?
Ủa, what the fuck? À, ok, ăn được rồi. Ê, chót. What the hell, thua này mời, hên quá, còn 8 máu. Ui, mình thua nè, ông nó mạnh vãi đái luôn á này mời. Ông có một cái phơm bài gọi là 9 đề mai xa mà còn đồ chuẩn nữa. Và cây le level 9 nó quạt kìa, như cái máy điện luôn. Chịu không thấu mà người ơi, đậu thế. Còn 10 máu thôi, đây rồi, HM2. Ui, HM4 con luôn rồi nè. Ơ, HM5 con nữa. Ron dễ nhờ. Ấy hồi mấy cái rau trước Ron HM không lên được 2 sao luôn mà ra này Ron phát 5 con. Vô lý thật. Ông này là một cái phơm bài Bill Water, đang chơi tướng 5 tiền là Cassante và Darius 3 sao Bill Water hả? Mình thắng được ở đây, tại vì ông này có 8 slot tướng à, mình 10 slot đông Valor. Chưa tính tới cái chuyện sức mạnh thôi, mà tính tới cái chuyện slot tướng thôi là mình đã thấy mình ao ao 2 con rồi đó. Cứ ao tướng 5 tiền 2 con này mọi người đủ hiểu. Thắng chất. Ok, cái tướng 5 tiền là cái bú nha. Ơ, cái này toàn tướng không hả? À? Mua không được à? Ơ là nhầm, lấy không được à? Rồi tướng không vậy? Ô, tướng không vậy? Cũng hơn chục tiền luôn anh em. Ác quỷ. Hơn chục tiền luôn mà. Ok, Sơn 2 sao, ra luôn nè. Ô, ra 6 con. Con găng bà lăng với lại là con Ari là mình bỏ nha mọi người, mình không có nuôi nha. Găng bà lăng, Ari với lại là Belvet các kiểu á, mình bỏ nha. Mình nuôi HM, mình nuôi Rai, mình nuôi Aichok, mình nuôi Cassante các kiểu thôi nha. Ok, nguyên sàn. Vẫn chưa lọt top anh em ơi. Có Saiyan cầm dũng sĩ nè, ngon cái gì ạ. Bê vết thách đấu rồi, thôi bỏ nha mọi người. Lấy Saiyan đi, lấy Saiyan đi. Saiyan vừa là tướng 5 tiền mình đang chơi, nó vừa cầm được một con dũng sĩ luôn, khá là phê. Nói chung là khi mà mình nuôi tướng 5 tiền thì chắc chắn 100% luôn nha, là mình phải né ra những cái vị tướng 5 tiền của người ta đang chơi anh em. Những bộ như là ông top 1 là đang chơi Saiyan, Bê vết với lại là con Ari là mình phải né ra rồi đó. Bắt buộc phải né luôn rồi đó. Còn con HM nè, Cassante là nuôi được. Rai cũng khá là ổn nè. Ôi, một đống tiền và đó là một cái Neko này mời, ngon lành cành đào luôn. Ôi, Cassante ra nhiều vậy. Ai chót 6 con nè. HM 6 con. Hợp lý liền. Ok, Rai đang 7 con anh em ơi. Cassante 6 con. Ai chót 6 con, HM 6 con. Khá là ổn. Một cái lượt roll khá là ổn nha. Mình phải roll sớm một tí đây em ơi, để tránh cái trường hợp người ta giành tướng á. Giành tướng xong mà tướng 5 tiền đâu mà roll nữa. HM cố lên bạn ơi, hắt nhiều nhiều tiền tí. Đúng rồi. Có tiền không? Có tiền luôn rồi em ơi, nice. Và đó là 20 vàng. Ui, hắt được nhiều ác hả? Có quà. Ở lại tướng nữa nè anh em. 6 tiền. Ngon chứ bộ. Cassante sắp 3 nha. Gần mà lăn bỏ. HM 7 con. Ui, Cassante 8 con nè anh em. Từ bán con nào ta? Chắc là bán Nyzer đi anh em ơi, tướng 4 tiền nè. Ok, vẫn là 4 dũng sĩ nha, tại vì có 2 con dũng sĩ lần thoải mái luôn. À, ông này đang chơi Cassante mọi người ơi, chóng đi luôn nha. Cho đi luôn anh em ơi. Cassante của mình đang 8 con rồi nè. Ok, 8 con, một con nữa là lên được Cassante 3 sao đó. Có quà tiếp. Ôi,
chơi cái hệ Beethoven này nó què liên tội luôn anh em ơi, một round là phải gần 10 tiền á. Thiệt luôn á, chơi một round là phải gần 10 tiền. Ai da, ông này chơi ai chót bê vết rai với lại là Saiyan à, vậy là mình phải né rồi. Ủa, hay mà đến giờ 8 con nha. Saiyan bán luôn nha mọi người á, có ông kia chơi rồi. Ari ra khá là nhiều luôn á anh em, nuôi thử á. Tại vì theo như mình chết hiện tại á, cái ông top 1 và cái ông top 3 này đang không có ai chơi Ari cả. Nếu như mà hơn đó nha, thì lên được Ari 3 sao luôn đó anh em. Saiyan bỏ nha, có người chơi rồi, ông này Saiyan 2 sao luôn à kìa, chơi bời gì nữa. Hammer ông kia giành con hả? Chắc là mình Neko Hammer luôn đi anh em. Mình nghĩ là phải Neko á, phải Neko á. Neko Hammer sớm để ăn chi. Mình bỏ cái ụ súng này lên đây cho nó hắt tiền anh em ơi. Nó bắn một cái lần kỹ năng á, chúng được tầm 4 đứa, rớt tầm 4 vàng rồi, được tầm gần 20 tiền rồi. Một cái lượng tiền khá khá luôn đó. Đây là mình ai chậm quá nha. Bị hất tung đấy chứ. Ok. 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 Được vài chục vàng chơi chơi thôi mọi người ơi. Ông chính đề mai xa hè đúng mạnh luôn á. Còn đúng một máu luôn kìa. Ron nốt thôi. Saiyan bỏ nha. Găng bà lăng đang không có ai chơi à. Giờ hết tiền nuôi đi chứ. Mua thử cái đây mới. Và đó là Kassante 3 sao. Găng bà lăng 2 sao nè. Ari 2 nè. Găng bà lăng 4 con nè. Găng bà lăng 5 con nè. Ron nốt luôn. Saiyan bỏ luôn nha mọi người. Ok ok. Ấy, quần què đây anh em ơi, ông kia đầu hàng rồi. Ông kia top 1 còn tận là 79 máu mà đầu hàng luôn rồi. Chưa kịp chơi game luôn mà, hơi tiếc nha, nhưng mà làm sao. Cũng lên được Hammer với lại là Kassante 3 sao luôn rồi. Với cái chuỗi thua 12 trận liên tục đi chung với Beethoven nha mọi người. Và đó là top 1 luôn và ok. GG tất cả mọi người nha, bye bye. Chào tất cả mọi người nha, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách thức mọi người có thể mua hàng ở trên website BOCGstore.com của mình. Link của mình đều có để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận rồi nha mọi người. Nhưng mà trước khi mà vào cái phần hướng dẫn thì mình cũng đang muốn giới thiệu tới với mọi người một cái event đang diễn ra ở bên cửa hàng của mình. Đó chính là khi mọi người mua bất kỳ một cái đơn hàng nào trị giá trên 600.000 đồng nha, được tặng kèm thêm một cái vật phẩm trang trí đeo bàn nè, để tủ nè, hoặc là để kệ nha. Đấy, miễn phí luôn nha anh em ơi, một cái vật phẩm độc quyền ở bên đó cho chân lý luôn. Đây, kích thước, chất liệu hoặc là công dụng mọi người có thể tham khảo thêm ở đây, và số lượng có hạn nên mọi người hãy nhanh tay lên nào. Và cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình là ở trong mùa thu mùa đông này mình có bán thêm áo hoodie, áo sweater hoặc là áo khoác hay không, thì đây mình về thêm một đống hàng mới luôn đây mọi người ơi. Anh em cứ vào mà lựa chọn, giả bộ mình thấy cái này uầy đẹp quá đi thì mình bấm vào đúng không, mình bấm chọn size nè, mình bấm chọn sản phẩm hoặc là số lượng nè. Đấy, anh em bấm thêm vào giỏ hàng nha. Và sau khi thêm vào giỏ hàng thành công rồi á, nếu như mọi người muốn mua tiếp thì anh em cứ lướt và anh em cứ thêm vào tiếp thôi. Còn không á thì anh em cứ bấm vào giỏ hàng nè, anh em bấm tiến hành thanh toán nè. Và ở đây nó sẽ hiện ra những cái thông tin như là họ và tên các kiểu hoặc là địa chỉ giao hàng á. Mọi người cứ điền đầy đủ cho mình là được rồi ha. Ở đây là thông tin ghi chú nha mọi người. Anh em muốn giao ở thời gian nào, giao ở đâu hoặc là hướng dẫn giao hàng chi tiết á, thì anh em cứ bấm ở dưới đây nha. Còn ở trên này nè, nó sẽ là một cái phần quà được tặng kèm theo mỗi khi mọi người mua bất kỳ một cái đơn hàng nào ở bên cửa hàng BNU Store của mình. Anh em cứ nhấp vào đây nha. Nó sẽ có rất là nhiều cái mẫu móc khóa luôn, như là Timo Tí Nị nè, Giêsu Chiến Binh Rồng Hàng Hiệu nè, rồi móc khóa Irelia Thánh Kiếm Tí Nị nè, vừa mới cập nhật luôn nha mọi người, và cùng hàng loạt những cái mẫu móc khóa mới. Đấy, đẹp chưa. Và ở đây nó sẽ có hai hình thức thanh toán nha mọi người, một là chuyển khoản ngân hàng, còn hai là thanh toán khi nhận hàng nha. Và sau khi mọi người đã đọc hết rồi và đồng ý, anh em cứ bấm vào tích vào ô này nếu bạn đồng ý và bấm đặt hàng thôi, thế là xong rồi nha. Còn nếu như mọi người muốn tư vấn thêm về size hoặc là mọi người muốn tư vấn thêm về bất kỳ một cái điều gì anh em cứ bấm vào cái dấu chat ở phía dưới này nè. Đấy, sẽ có nhân viên của mình trực 24/7 luôn để mà trả lời tất cả mọi thắc mắc của mọi người nhé.